Thưa quý vị, lúc này là khoảng 6 giờ tối theo giờ Melbourne và chúng tôi đã có mặt ở trước sân 11, một sân ngoài trời, nơi mà Djokovic vừa đến để có những động tác tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu ra quân của mình. Đã có rất đông người đến để chờ đợi ngôi sao người Serbia được nhìn thấy anh. Và hãy cùng chờ xem là bây giờ họ sẽ đưa ra ý kiến như thế nào về sự trở lại của Djokovic. Em nghĩ thì Djokovic cũng có rất nhiều chướng ngại vật trước mặt, đặc biệt là ở trong nhánh của Djokovic có rất nhiều tay vợt trẻ đang lên. Tôi rất phấn khích và tôi nghĩ anh ấy chính là lý do mà nhiều cổ động viên trở lại giải đấu. Anh ấy là một tay vợt rất mạnh. Tôi nghĩ rằng sự trở lại của anh ấy là rất tốt cho các fan và giải đấu này. Thật tuyệt khi được thấy ứng cử viên nặng ký quay trở lại. Chắc chắn anh ta là một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới. Anh ta sẽ là một thử thách lớn với Rafa và tôi hy vọng Rafa có thể giành chiến thắng. Bạn có thể đặt cược cho anh ta đấy. Anh ấy sẽ vô địch Australian Open thôi. Djokovic sẽ chiến thắng. Anh ấy có rất nhiều fan. Tôi hy vọng anh ấy sẽ thắng đến trận đấu này. Một tay vợt tuyệt vời. Xin chào Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ được ghé thăm đất nước bạn một ngày nào đó. Các cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có các cộng là có Tết.